Xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay đây là con chim chim mới mà con vẹt bảy sắc cầu vồng. Nhóc thằng con của em thì bảo rằng là con chim vẹt bảy sắc cầu vồng, phải vậy không? 1 2 3 4 5 6. Mày thấy con chim vẹt không? Con chim đúng rồi. Con chim chứ có phải con vẹt đâu đúng không? À, con gì cũng được, nhưng mà anh chị con, các bạn á. Muốn chính xác gì cái tên gọi này thì con biết đây là con chim mới á, thì anh chị các bạn chụp tấm ảnh này lại gửi đến những cửa hàng đồ chơi lân cận. Nếu như người ta có thì mình lấy về bán anh chị các bạn. Còn không có thì em có để đường link dưới phần mô tả nha. Anh chị truy cập vào cái đường link thì nó sẽ chỗ đến cái trang website của em ha. Thì ở đó nó có giá và thông tin. Những anh chị và các bạn nào mà ở xa đô thị, tỉnh thành xa thì cứ liên hệ với em để em ship hàng về tận nơi cho anh chị các bạn bán nha. Thì bây giờ em sẽ bơm cái sản phẩm này lên để cho anh chị các bạn dễ hình dung, dễ thấy ha. Nó rất là ngắn. Cái này mẫu mới anh chị bạn. Cái mẫu cũ thì em đã cập nhật hết rồi. Anh chị bấm vào cái link website thì vô có cái danh mục là bóng bạc. Còn những anh chị các bạn nào mà đang xem trên kênh YouTube á thì anh chị bấm vào cái nút đăng ký ha, subscribe và nút like và bấm cái chuông luôn để khi em có sản phẩm mới em đăng lên thì anh chị bạn dễ cập nhật. Thì những mẫu này mẫu mới nè, em tranh thủ cập nhật sớm để cho anh chị các bạn những tỉnh thành nào mà bán được thì mình lấy về mình bán trước Tết ha. Còn chứ đứng còn xả không lấy gì mỏi. Cha bơm mới mỏi chứ. Ở đây em đang bơm ống bơm tay ha. Anh chị của bạn nào buôn bán mà đi tỉnh thành xa hoặc là đi buôn bán ở địa phương mình mà đi xa thì dùng ống bơm tay để mình để cho nó gọn gàng. Còn những anh chị của bạn nào bán bay ấy thì không nói rồi ha. Mình chỉ cuộc dây như bay vào đây ha. Bởi vì đá nữa là ngóc xuống à. Bởi vì khi lên cái bóng bạc của em chỏ vô thì em bảo rằng là mình phải xác định gần bắn bay hay là bắn cầm cây ha. Cầm cây là cầm cái này nè anh chị bạn, cầm cây. Thì cầm cây thì mình có cái que đi đỡ bóng này lên. Bóng bóng này là mua riêng và cái cây này là mua riêng nha. Cây que này mua riêng, anh chị và các bạn vào cái danh mục phụ kiện và đầu bơm thì sẽ có cái cây này anh chị các bạn nha. Ở đây em buộc chung vô đây là để chụp hình mẫu cho anh chị các bạn xem, để cho các bạn và anh chị ở xa để dễ cập nhật thôi, gọi đến cửa hàng luôn chi tiết cho cụ thể. Chứ cây này nó không có chung với sản phẩm nha anh chị các bạn. Lưu ý là cây phải mua riêng ha. Khi đặt hàng thì anh chị phải cây và phải mua riêng. Rồi bây giờ em sẽ đo kích thước sản phẩm này ha, chim mới ha. Đây cái sản phẩm này có kích thước nè anh chị các bạn, nó khoảng cỡ 50 cm chị bạn ha. Và cái bề ngang của sản phẩm này nó khoảng là cái cánh nữa. Cánh thôi. Đây, nó khoảng cỡ 46 anh chị bạn, 46 ha. Thì nó tương đương thôi. Chủ yếu là làm mẫu cho anh chị các bạn thấy được cái hình ảnh cụ thể thôi để mình có thể cảm thấy đẹp thì lấy về bán nha. Rồi xin cảm ơn chị các bạn đã xem video nha.